Sau gần một ngày làm việc với tinh thần dân chủ, khẩn trương và trách nhiệm cao, chiều ngày 22 tháng 4, kỳ họp chuyên đề lần thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã hoàn thành các nội dung chương trình kỳ họp đề ra. Trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng các hồ sơ, tài liệu trình kỳ họp, các vị đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm, có chất lượng cao. Các cơ quan có liên quan và Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình làm rõ các ý kiến của đại biểu còn băn khoăn. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét, biểu quyết với sự thống nhất cao, ban hành 17 nghị quyết, gồm nghị quyết quy định định mức hỗ trợ, thực hiện dự án, kế hoạch, phương án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết thống nhất chủ trương tổ chức, sắp xếp lại hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long. Căn cứ vào quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế Ngân sách đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng và bầu bổ sung chức vụ Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Cần, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đúng quy trình, thủ tục với sự đồng thuận, thống nhất cao. Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá kỳ họp chuyên đề lần thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 đã thành công tốt đẹp. Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã có những đóng góp tích cực vào hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Mong ông nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới. Đồng thời chúc mừng ông Nguyễn Thanh Cần vừa trúng cử chức vụ Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Mong ông nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa trên cương vị công tác mới, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh.